Trương Hinh Dư và ba mối tình nổi tiếng, Hoắc Kiến Hoa khổ nhất, Lý Thần đấu tố thị phi. Từ khi kết hôn với ông xã quân nhân Hà Tiệp, Trương Hinh Dư có màn xoay chuyển tình thế ngoạn mục, từ gái hư đình đám xì biết trở thành vợ hiền, dâu thảo, chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Tình địch một thời của Phạm Băng Băng hoàn toàn lấn lướt trên mọi mặt trận, từ đóng phim cho tới tham gia show truyền hình, đời sống hôn nhân ngày càng trở nên viên mãn. Trong đám cưới cổ tích, Trương Hinh Dư xúc động nghẹn ngào. Em biết rằng lúc chúng ta hẹn hò, mỗi người đều có những áp lực không giống nhau. Vậy mà thật kỳ lạ, khoảnh khắc em gặp được anh, em đã biết rằng anh chính là người mà em luôn chờ đợi. Lời chia sẻ ngọt ngào đến lụi tim của nàng Lý Mặt Sầu lập tức leo lên top 1 hot search của Weibo và trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian dài. Hà Tiệp cũng không kém cạnh, anh công khai cho biết dù trước kia Trương Hinh Dư là người thế nào, thì trong mắt anh, nữ diễn viên vẫn là người đẹp nhất. Sau này tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai chửi bới cô ấy. Những lời nói ngọt lịm tim này khiến netizen hú hét vì cảm thấy lại tin tưởng vào tình yêu. Thế nhưng ít ai biết rằng, trước khi có được hạnh phúc viên mãn như hiện tại, Trương Hinh Dư là mỹ nhân lận đận tình duyên, có mối tình thậm chí còn vướng thị phi hay kết thúc trong ê chề. Nhắc đến những người đàn ông từng đi qua đời Trương Hinh Dư, nhất định phải kể đến Ngô Trác Hy, Hoắc Kiến Hoa và Lý Thần. Ngô Trác Hy là nam diễn viên lừng danh xứ Cảng Thơ một thời, xuất thân với vai trò vũ công, chính đàn anh Cổ Thiên Lạc đã đề cử Ngô Trác Hy vào lớp đào tạo diễn xuất của TVB. Thời gian đầu đóng phim, Ngô Trác Hy bị dè biểu chê bai vì diễn xuất đơ cứng. Nhưng càng về sau, nam tài tử càng tiến bộ và chứng minh năng lực của mình nhờ các tác phẩm như Đại Đường, Song Long Truyện, Loạn Thế Gia Nhân, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ 2008, Bằng Chứng Thép 3, Đại A Hoàng. Hiện nay, sau khi lớp diễn viên trẻ đẹp của TVB xuất hiện thì danh tiếng của Ngô Trác Hy không còn được chú ý như xưa. Ngô Trác Hy và Trương Hinh Dư hẹn hò trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2012. Khi Trương Hinh Dư vẫn chỉ là diễn viên phụ chẳng mấy tiếng tăm, nổi lên nhờ vài bộ ảnh khoe da thịt. Cuối năm 2011, tài khoản Weibo cá nhân của Ngô Trác Hy đăng tải bức ảnh giường chiếu của mỹ nhân họ Trương nhằm xác nhận mối quan hệ hẹn hò. Được biết chính Trương Hinh Dư đã lấy điện thoại của Ngô Trác Hy để đăng ảnh mà không hỏi ý kiến anh. Chuyện này dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ Ngô Trác Hy. Năm 2012, cặp đôi Ngô Trác Hy Trương Hinh Dư chính thức chia tay. Lý Thần sinh năm 1978 tại Bắc Kinh, anh bước chân vào giới giải trí từ năm 1997 với vai chính trong phim truyền hình Tuổi 17 Không Khóc. Dù tham gia rất nhiều phim truyền hình điện ảnh nhưng sự nghiệp diễn xuất của Lý Thần không có gì nổi trội. Có thể kể đến vài tác phẩm nổi bật của Lý Thần như Vận Đào Hoa, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Nguyệt Duyên, Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Thay vào đó, anh được công chúng biết tới như thành viên của chương trình thực tế đình đám Running Brother. Năm 2010, Trương Hinh Dư chính thức hẹn hò với nam diễn viên Lý Thần. Trong suốt thời gian yêu nhau, Lý Thần luôn dành cho Trương Hinh Dư những ánh mắt cử chỉ, hành động đầy yêu chiều. Cặp đôi thường xuyên cùng xuất hiện như hình với bóng trong các lễ trao giải, chương trình truyền hình, tạp chí. Lý Thần đã có một khoảng thời gian vô cùng mặn nồng, anh từng hạnh phúc thề hẹn, dù đến chân trời góc bể vẫn có em bên cạnh anh. Thế nhưng đến năm 2013, cặp đôi bỗng đường ai nấy đi. Trương Hinh Dư tiếc nuối viết về mối tình này, đôi khi cứ ngỡ người sẽ ở bên em suốt đời, nhưng rồi người bỗng nhiên rời đi, thậm chí không kịp tặng nhau một cái ôm từ biệt. Năm 2015, Lý Thần công khai hẹn hò với nữ thần Phạm Băng Băng. Trương Hinh Dư ẩn ý, Lý Thần phụ bạc, Phạm Băng Băng là kẻ thứ ba. Lý Thần lên tiếng tố cáo ngược lại, Trương Hinh Dư là kẻ ngoại tình khiến anh phải buông bỏ tình cảm. Từ đó, Trương Hinh Dư bắt đầu cuộc chiến ăn thua đủ với Phạm Băng Băng. Nữ hoàng thị phi cũng chẳng phải tay vừa khi có những động thái đáp trả đành thép. Khác với hai người đàn ông trên, Hoắc Kiến Hoa và Trương Hinh Dư không chính thức công khai hẹn hò, anh chỉ là người tình tin đồn của mỹ nữ họ Trương. Xét về sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa bỏ xa Lý Thần, Ngô Trác Hy. Khởi nghiệp từ năm 2002, tính đến nay Hoắc Kiến Hoa đã có hơn 20 năm tuổi nghề. Hoắc Kiến Hoa bỏ túi rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Quái Hiệp Nhất Di Mai, Khuynh Thế Hoàng Phi, Tân Thiếu Ngạo Giang Hồ, Hoa Thiên Cốt, Hậu Cung Như Ý Truyện. Khi Lý Thần công khai hẹn hò với Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư từng ám chỉ nữ hoàng họ Phạm là người thứ ba xen chân vào chuyện tình của cô, nhưng chính Lý Thần lại lên tiếng tố bạn gái cũ mới chính là người bắt cá hai tay. Lúc đó bỗng dấy lên tin đồn người đàn ông qua lại với Trương Hinh Dư khi cô còn yêu Lý Thần lại là Hoắc Kiến Hoa. Có nhiều nguồn tin khẳng định Trương Hinh Dư và Hoắc Kiến Hoa đã qua đêm tại một khách sạn ở Hàng Châu. Tuy nhiên, phía nam tài tử họ Hoắc đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này. Đây vẫn là thông tin không thể kiểm chứng được, nhưng là ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của Hoắc Kiến Hoa. Hoắc Kiến Hoa từng có một mối tình mặn nồng thời trẻ với nữ thần xứ đài Trần Kiều Ân, nhưng sau khi bước vào tuổi trung niên, nam diễn viên chọn kết hôn với người bạn thân lâu năm là Lâm Tâm Như. Hiện nay hai người đã sinh một bé gái, biệt danh là Cá Heo Nhỏ. Cuộc sống vợ chồng gia đình của Hoắc Kiến Hoa rất đầm ấm, hạnh phúc.